Từng đoá bọt sóng của Đàm Tùng Vận vẽ nên câu chuyện của ước mơ và tình yêu. Motif thanh xuân vườn trường đã không còn lạ lẫm với khán giả truyền hình Trung Hoa. Tuy nhiên không mang màu sắc nửa đẹp đẽ, nửa dai dứt như các bộ phim tình yêu học đường khác. Bộ phim Từng đoá bọt sóng của Đàm Tùng Vận lại mang lại không khí sục sôi của đam mê và chinh phục ước mơ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tử Tuyết Thất, Từng đoá bọt sóng xoay quanh cuộc gặp gỡ của cô phóng viên thực tập Vân Đoá Đàm Tùng Vận và tuyển thủ bơi lội Đường Bạch Nhất Hùng Tử Kỳ cùng các chàng trai trong câu lạc bộ bơi lội. Trở lại đường bơi sau 4 năm mai danh ẩn tích, Đường Bạch Nhất bắt đầu từ con số 0, dù đã từng là vận động viên vàng của những năm cấp 3. Đứng trước hai người bạn thân năm xưa Âu Dương, Bàng Hãng Thần và Duệ Phong, Hoàng Thánh Trì, giờ đã phong danh trong 4 đại tướng bơi lội đại học. Bắc Bá Âu Dương Hằng, Nam Cuồng Kỳ Duệ Phong, Đông Mãnh Đinh Lương Kiếm, Tây Xoài Lâm Hạo Dương, Bạch Nhất không tránh khỏi áp lực thành tích. Một bên phải chịu huấn luyện cường độ cao, một bên phải đối đầu trước sức ép dư luận về sự vụ dùng chất cấm trong thi đấu 4 năm trước. Bạch Nhất đã khiến người xem phải thương cảm cho mệnh khổ của anh chàng. Dù không sở hữu cơ bắp quá cuồn cuộn hoặc dễ thấy so với vóc dáng của nam chính Bạch Nhất, thì Âu Dương và Duệ Phong có phần nhỉnh hơn so với nhan sắc của dàn nam thần bơi lội trong phim, cũng đủ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Những phân cảnh trong phòng tập hay khoe thân dưới bể bơi dễ làm sao xuyến bao tâm hồn phái nữ. Thanh xuân không chỉ cất giữ thứ tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà còn cất giữ cả những ước mơ vĩ đại nhất, huyễn hoặc nhất là ước mơ mà ta đã từng bỏ tất cả để điên cuồng theo đuổi. Từng đoá bạt sóng đã vẽ nên giấc mơ đẹp đẽ như thế thông qua khát vọng chiến thắng, qua những nỗ lực giành huy chương, vinh quang hay đơn giản là giành một chân làm việc trong công ty của các cô cậu sinh viên trẻ tuổi. Bơi hàng ngàn mét, viết hàng ngàn chữ, đối mặt với những khó khăn thử thách khác nhau, mà từ đó từng người sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và vững tin hơn vào giấc mơ của mình. Ta thường bảo đừng nên mơ mộng quá xa vời, nhưng đã mơ tại sao không thể mơ cao một chút, lớn một chút. Không có giới hạn nào cho ước mơ cả, chỉ cần là mơ ước có đầu tư, có nỗ lực thì đích đến thực chẳng xa vời. Từng đoá bọt sóng đã cho thấy thứ duy nhất tuổi trẻ có được là giấc mơ can đảm nhất và vĩ đại nhất, vì càng lớn trách nhiệm sẽ theo đó mà lớn dần, giấc mơ cũng vậy mà dần dần thu ngắn lại. Nên là chúng ta hãy cứ mơ mộng và cố gắng cho bằng hết sức lực của tuổi trẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!